Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ nghiên cứu về cái nội dung chính của cái phần xác suất ha. Lúc nãy là chỉ phần bổ túc thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu về cái phần biến cố và xác suất. Trước tiên là mình nghiên cứu về cái phép thử và không gian mẫu ha. Thì trong xác suất thì mình có những cái khái niệm về phép thử. Phép thử là một cái thí nghiệm hay một cái quan sát nào đó mà trước khi tiến hành đó mình sẽ không biết chắc kết quả nào sẽ xảy ra. À, nhưng mà mình có thể mô tả được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra. Thì cái tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra đó mình gọi là không gian mẫu của phép thử ha. Thì ở đây mình sẽ ký hiệu nó là omega. Thì các cái kết quả trong cái tập hợp tất cả cái kết quả này nó gọi là các cái biến cố sơ cấp. À, thì cái biến cố sơ cấp nó chính là phần tử của không gian mẫu. Và cho nên cái không gian mẫu người ta còn gọi là không gian các biến cố sơ cấp. Và nó ký hiệu các biến cố sơ cấp là các cái chữ cái in hoa. À, xin lỗi, cái chữ omega in thường nhé, chữ omega in thường. Ở đây. Xin phép thì ngừng tiếp gì vậy? Anh chưa lấy mà. Lũng thì phải lấy chỉ máu. Ừ. Có chứ. Chắc nó có chích thuốc tê mà. Chích thuốc tê ừ. Đi ăn 700.000 ở Việt Mỹ. Còn chỗ anh nấu thì nên làm ở chỗ nào? Anh đấu là bên đây nè. Đây mới hả? Chỗ thế hệ mới đó. Chỗ đó mà làm cái ăn đi mà. Có anh thì chưa có lấy chỉ. Có anh đây thì ông nói để thứ hai coi coi, nếu mà nó có nhất thì lấy chỉ, còn nếu không nhất thì thôi khỏi lấy. Đó chị em nó hỏi. Thì lấy chỉ thì nó không tốt hơn, nhưng mà nếu mà nó cái gan mình nó bị sâu quá, nhiều quá thì bắt buộc phải lấy chỉ, nó ảnh hưởng sức khỏe. Thì đi sẽ thế hệ mới được không? Ký mình đấu, nó ký mình đấu. Rồi thôi quyết định đi ha, dạy tiếp nha. Rồi tiếp tục ha các em. Thì ở đây mình có hai cái phép thử là phép thử gieo đồng xu với gieo con xúc xắc nè. Thấy không? Thì cứ mà hình quả có thể là phép thử gieo hai con xúc xắc, con xúc xắc với một cái đồng xu. Đấy. Thì bây giờ đó là mình mô tả bằng lời. Thì đối với phép thử gieo đồng xu đó mình ký hiệu mặt sắt là S, mặt ngửa là N. Vậy thì không gian mẫu nó có là hai phần tử là S và N phải không? Còn đối với phép thử mà gieo xúc xắc đó, thì cái không gian mẫu đó là từ 1 đến 6 như thế này. Bây giờ thầy hỏi một câu là ví dụ như mình gieo đồng xu, cũng gieo đồng xu nữa mà mình gieo hai lần, gieo đồng xu hai lần. À, giờ mình xuống hai lần thì cái không gian mẫu phép thử là người ta ký hiệu như thế này kìa, hai lần mặt sắp thì mình ký hiệu SS, mặt sắp mặt ngửa thì ký hiệu SN, mặt ngửa trước mặt sắp sau thì ký hiệu NS, và cả hai mặt ngửa đấy thì có bốn kết quả đúng không. Bây giờ gieo đồng xu ba lần, gieo đồng xu ba lần thì lúc này cái omega của mình nó sẽ là thế này, S S S S S N S N S N S N S 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
SNN. NSN. NNS. Và cuối cùng là NNN. Đấy, như vậy thì cái số phần tử của không gian mẫu á, người ta ký hiệu là N omega đó. N omega chỗ này nó bằng 8 rồi. Còn chỗ này N omega là bằng 4. Thì chỗ này N omega là bằng 2. Thấy không? Thế bây giờ mình đặt vấn đề ra là mình gieo cái đồng xu. Gieo đồng xu 10 lần. Thì N omega bằng bao nhiêu? Bạn nào trả lời được? Có làm đi làm sớm đi em. Thầy mời bạn Trương Quốc Khánh. Dạ thầy, là đó là ra là 2 mũ 10 hết thầy. 2 mũ 10 thì bằng nhiêu em? 2 mũ 10 là bao nhiêu? Bạn số này không? Số này em nhìn thấy có gì quen thuộc không? Bên tin học em nhìn thấy có gì quen thuộc không? Là số tín hiệu trong 1 megabyte không? Số tín hiệu trong 1 megabyte không? Thì một byte của mình là nó chứa hai cái tín hiệu là 0 1, đúng không? Đấy. Thì 2 mũ 10 đó chính là 1 megabyte đó. Là 1024 byte, đúng không? Thì đối với cái phép thử mà mình gieo một con xúc xắc đó, đối với phép thử mà gieo một con xúc xắc một lần thì nó có 6 kết quả, nó 6 kết quả không. Còn nếu mà mình gieo con xúc xắc hai lần, gieo xúc xắc hai lần thì cái không gian mỏng của nó mình ký hiệu thế này, thì hai lần thì mình lưu ý là lần thứ hai đúng không? 1 1 này. Đấy. Rồi 1 2. Rồi 2 1, 1 3, 1 3 mình đi số 1 trước đi. Đấy. Dần. Tính là 1 6. Rồi tiếp tục là 2 1. Rồi 2 2. Đúng không? Dân dân đến 26, rồi dân dân rồi 61 chấm chấm đến 66. Vậy thì cái không gian mẫu nó là rất phức tạp, đúng không? Đấy. Và thông thường đó là nếu mà trong trường hợp này thì mình sẽ ghi viết cái không gian mẫu nó dạng là dấu tập hợp nè, rồi dấu chỉnh hợp easy, mình ký hiệu là chữ easy, chính giữa nó có dấu phẩy, dấu chấm phẩy, thấy không? Và ở đây là EZ thì mình ghi là nó thuộc cái tập hợp từ 1 đến 6. Đấy, như thế thì nó gọn hơn, thấy không? Và số phần tử trong trường hợp này là số phần tử nó là N omega của nó là bao nhiêu? Bằng 36, thấy không? Bây giờ mình đặt vấn đề là mình gieo con xúc xắc mà 5 lần thì số phần tử là nhiêu? Không gian mẫu là nhiêu? Các bạn nào trả lời được không? Lê Võ Minh Mẫn nói này. Bây giờ mình gieo con xúc xắc mà 5 lần thì số phần tử không gian mẫu là nhiêu? Chưa có tính ra thì. Tính ra thì em tính công thức thôi. Nào bây giờ thầy chỉ cho em nè. Nếu mà gieo con xúc xắc một lần thì số phần tử không gian mẫu là 6, đúng không? 6 nè. N omega 16 nè. Nếu mà gieo hai lần thì số phần tử không gian mẫu là 36, tức là 6 mũ mấy? 6 mũ 2. Rồi, nếu mà gieo 5 lần thì số phần tử không gian mẫu là mấy? 6 mũ 5 thôi. Đúng rồi, 6 mũ 5 thôi, đúng không?
nó giống như cái chỉnh hợp lập thôi, các em thấy không, chỉnh hợp lập chập năm của sáu rồi. Rồi thầy cảm ơn, bây giờ mình tiếp tục ha. Thế thì bây giờ mình từ giờ mình đang nghiên cứu về hai cái phép thử này thôi, nhưng mà bây giờ ở đây là mình chỉ có như gieo một lần đồng xu với một lần xúc sắc thôi. Còn cái trường hợp là mình quan sát cũng là phép thử ha, quan sát ở địa phương xem nó có trời mưa hay không, mưa thì mình đánh số 1, còn không mưa đánh số 0 thì mình được không gian mẫu là thế này. Đó. Thì có trường hợp là mà đối với có một số phép thử thì mình chỉ quan tâm đến số phần tử không gian mẫu thôi, mình không cần liệt kê nó ra. Chẳng hạn như lúc mà em gieo con xúc sắc mà em gieo 5 lần nó liệt kê 6 mũ 5 kết quả thì nó không biết chừng nào mới xong, đúng không? Đấy, cho nên mình chỉ quan tâm số phần tử của nó thôi. Đấy, ví dụ như mình chọn ngẫu nhiên 3 bạn từ một lớp có 30 bạn thì số cách chọn nó sẽ là số đây là số tổ hợp chập 3 của 30, đúng không? Tổ hợp chập 3 30. Đấy. Còn có những phép thử thì mình có thể mô tả không gian mẫu nhưng mà mình không thể kể hết các phần tử của nó ra, cũng như không thể tính được cái số phần tử của nó ra. Đấy. Thì chẳng hạn như ở đây là nó có một cái phép thử là mình sẽ đo chiều cao của một người có độ tuổi từ 18 đến 25. Đúng không? Thì kết quả nó sẽ nằm trong một cái khoảng AB nào đó. Đúng không? Nhưng khoảng AB nào đó. Ví dụ mình lấy cái khoảng AB là từ 1m đến 2m thì cái chiều cao của người nằm trong cái khoảng đó, mà nó một số ngẫu nhiên trong đó là biết bao nhiêu số, phải không? Đấy. Cho nên là số cái phần tử của không gian mẫu ở đây là nó vô hạn, không đếm được. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp cái khái niệm tiếp theo, đó là cái khái niệm về biến cố, phải không? Thì biến cố đó là một cái kết quả nào đó của phép thử và nó bao gồm một số biến cố sơ cấp nào đó. Thì biến cố mình sẽ ký hiệu nó là cái chữ cái in hoa nha, ABC đó. Biến cố nó là tập con của không gian mẫu, và một biến cố thì nó có thể xảy ra hoặc không xảy ra ha. Đấy, thì các cái lúc nãy thì thầy nói là cái không gian mẫu của mình đó là nó bao gồm một số cái biến cố sơ cấp nào đó, đúng chưa? Đây. Nên không gian mẫu, giả sử như mình vẽ không gian mẫu là tới này đi, thì bây giờ mình sẽ ký hiệu là omega 1, omega 2, omega 3, nhân dân đến omega k. Và trong cái chỗ này mình nhóm là cái mình đặt nó là A. Vậy thì đây là biến cố A nè, còn chỗ này là omega nè. Thì trong omega này nó còn cái omega k cộng 1, rồi omega k cộng 2, dần đến omega n. Đây, chỗ này là 1, 2. Đây, thì chỗ này là biến cố A ha, của A nè. Thế thì cái thằng omega này đó, omega 1, omega 2 này đó, cái này nó gọi là biến cố sơ cấp, biến cố sơ cấp thuận lợi cho A. Như vậy thì khi mà mình tiến hành phép thử mà các cái kết quả omega 1, omega 2, dần dần đến omega k này mà nó xuất hiện thì có nghĩa là A xảy ra. Còn nếu mà cái V kép omega k cộng 1, omega k cộng 2, dần dần omega k n này đó là nó xảy ra, nó xuất hiện thì rõ ràng là A không xảy ra, đúng chưa? Đấy, thì cái thằng này, mấy cái thằng ở trong đây thì mình gọi nó là biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố A. Đó. Thì có hai cái biến cố đặc biệt là các em phải quan tâm, đó là biến cố chắc chắn và biến cố không. Thì biến cố chắc chắn là biến cố là nó luôn xảy ra, đúng không? Trong một phép thử và mình ký hiệu là omega luôn, nó trùng với ký hiệu không gian mẫu. Trong khi biến cố không là mình ký hiệu bằng tập rỗng ha. Biến cố không là tín hiệu thật rõ. Bây giờ mình xét cái ví dụ này. Đây, ví dụ này. Bây giờ mình gieo con xúc sắc thì cái không gian mẫu nó có 6 phần tử, lúc nãy mình biết rồi, đúng không? Bây giờ mình đặt A là cái biến cố là xuất hiện mặt chẵn, hay không?
B là biến cố xuất hiện mặt lớn hơn 3. Thì rõ ràng AB mình có thể biểu diễn dưới dạng tập hợp. AB mình có thể biểu diễn dưới dạng tập hợp. Thì A là các cái mặt 2, 4, 6. Vậy thì khi mà em gieo con xúc xắc mà em thấy cái mặt 2 nó xuất hiện thì có nghĩa là A xảy ra. Đấy. Còn nếu mà mặt 1 xuất hiện thì có nghĩa là A không xảy ra. Thấy không? Đấy. Đấy. Thì khi mà em gieo con xúc xắc em thấy là cái mặt 1 nó xuất hiện thì A không xảy ra và B cũng không xảy ra. Em thấy cái mặt 5 xuất hiện thì A không xảy ra và B xảy ra, đúng chưa? Đó. Rồi em thấy cái mặt 6 xuất hiện thì A xảy ra và B nó cũng xảy ra. Thì đây là ví dụ về biến cố ha. Thì tiếp theo là mình sẽ nghiên cứu về mối quan hệ giữa các cái biến cố. Thì quan hệ thứ nhất là quan hệ kéo theo. Nếu như cái tập A là con của tập B thì mình nói là biến cố A kéo theo biến cố B. Đấy, có nghĩa là A xảy ra thì B cũng xảy ra. Thấy không? A xảy ra có nghĩa là có một cái biến cố sơ cấp nào đó thuận lợi cho A nó xuất hiện. Mà do A là con của B cho nên là cái biến cố sơ cấp đó cũng là biến cố sơ cấp thuận lợi cho B, cho nên là kéo theo cái thằng B nó cũng xuất hiện. Thấy không? Đấy. Vậy thì chỗ này mình gọi là A là con của B. Còn cái khái niệm tiếp theo là hai biến cố tương đương hay bằng nhau. Thì cái này là cách mô tả nó khác nhau nhưng thực chất nó chỉ cùng một cái đối tượng thôi. Lúc này mình gọi là hai biến cố bằng nhau hay tương đương nhau. Thì cái khái niệm này nó cũng hơi tầm thường chút ha. Đó thì bây giờ mình sẽ đi vào các cái phép toán giữa biến cố. Thì giữa các biến cố là nó có các cái phép toán như sau. Thứ nhất là lấy biến cố đối lập, thứ hai là phép giao biến cố và thứ ba là phép hợp biến cố. Là ba phép toán cơ bản. Thấy không? Thì em nhớ cho thầy là ba phép toán cơ bản này. Ba phép toán cơ bản. Có ba phép toán cơ bản. Giữa các biến cố. Toán thứ nhất là lấy biến cố đó. Toán thứ hai là giao các biến cố. Giao hai biến cố. Và toán thứ ba là hợp của hai biến cố. Đấy. Thì ba cái phép toán cơ bản này nó sẽ sinh ra các phép toán khác. Đó. Là để mình kết hợp lại với nhau, kết hợp các biến cố với nhau. Và nó sẽ tạo ra các cái biến cố mới. Thì biến cố cái phép toán thứ nhất là lấy biến cố đối lập. Thì bây giờ mình có biến cố A đúng không? Đó, thì khi A không xảy ra thì biến cố đối của biến cố A là một biến cố nó xảy ra khi A không xảy ra. Và mình ký hiệu là A gạch đầu. Thì thầy thì đọc là A ngang ha. Thầy đọc là A ngang. Đấy. Thì A ngang nó xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra. Về mặt tập hợp á thì về mặt tập hợp á thì A ngang nó chính là phần bù của A trong omega. Thì cái hình minh họa đó thầy thì em thấy là giữa cái A với A ngang này nó lấp đầy cái không gian mẫu omega này. Thấy không? Đấy. Thì cái mình loại trừ cái A ra thì nó còn lại là A ngang là phần màu cam đó. Là biến cố đối của A. Bây giờ mình có cái ví dụ như sau. Trong phép thử mà gieo một con xúc xắc đó, thì cái biến cố A là xuất hiện mặt chẵn không? Bây giờ mình thì biến cố đối của A là biến cố xuất hiện mặt lẻ. Mình có thể liệt kê cái.
Rồi nếu mình gọi biến cố B là xuất hiện mặt lớn hơn 3 thì B nó gồm có kết quả là 5, 4, 5, 6 đúng không? Thì khi là biến cố đối của B là mình sẽ mô tả là xuất hiện mặt bé hơn 1 bằng 3. Thì giữa A và A ngang nó có mối quan hệ như thế này. Thì khi mình lấy biến cố đối của biến cố A ngang thì nó chính là biến cố A. Cho nên A và A ngang là nó gọi là hai biến cố đối lập. Thì mình thấy rõ ràng là hai biến cố đối lập là nó không bao giờ cùng xảy ra đúng không? Bởi vì khi mà A không xảy ra đó thì thằng A ngang nó xảy ra. Còn A ngang mà nó không xảy ra thì A nó xảy ra. Như vậy thì rõ ràng là hai thằng này nó không thể nào cùng xảy ra được. Đúng không? Đấy. Và có một cái nữa là mình thấy là giữa A với A ngang là nó lấp đầy cái không gian mẫu luôn. Phép toán thứ hai là giao của hai biến cố. Thì giao của hai biến cố AB nó còn gọi là tích của hai biến cố AB ha. Là nó xảy ra khi AB cùng xảy ra. Và mình ký hiệu là AB viết liền. Thì có tài liệu nó sẽ viết là A hợp A giao B như thế này các em. Có tài liệu á, tài liệu nó sẽ viết là A rồi cái dấu giao rồi B. Không? Thì về mặt tập hợp á thì cái A giao B nó chính là phần chung. Phần chung cái phần giao của hai tập hợp AB đó, không? Bây giờ mình sẽ đi tiếp vào cái ví dụ về phép giao của hai biến cố. Bây giờ ở đây mình cho A là biến cố là con xúc xắc xuất hiện mặt mặt chẵn nè. Không? A là biến cố con xúc xắc xuất hiện mặt chẵn. Và B là biến cố con xúc xắc xuất hiện mặt lớn hơn 3. Như vậy thì A giao B nó chứ là vừa chẵn vừa lớn hơn 3. Đúng không? Vừa chẵn và vừa lớn hơn 3. Đó. Thì mình có thể mô tả bằng cái hình vẽ như sau. Nào. Thì em lưu ý là ở ngoài này nó còn hai cái kết quả nữa là số số 1 với cái số 3. Số 3. Thì giữa hai biến cố AB này thì nó xảy ra là trường hợp là AB cùng xảy ra phải không? AB cùng xảy ra. Thì cái này mình được biến cố A giao B nè. Còn nếu mà mình có là A xảy ra. Còn B nó không xảy ra. Trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba là có thể là A không xảy ra, rồi B xảy ra. Và trường hợp thứ tư là cả AB đều không xảy ra. Đấy. Khi mình có hai biến cố cùng với một cái không gian mẫu thì nó sẽ xảy ra bốn trường hợp như thế này. Giống như cái này là nếu mình gieo đồng xu thì nó cũng tương ứng với bốn trường hợp. Gieo đồng xu hai lần đó là hai lần mặt sấp hoặc mà sấp ngửa hoặc ngửa sấp hoặc ngửa ngửa không. Chú ý là khi mà mình thực hiện phép giao các biến cố thì có trường hợp là cái hai biến cố AB nó không bao giờ cùng xảy ra, thì lúc này mình nói nó là hai biến cố xung khắc không. Vậy thì hai biến cố xung khắc là hai biến cố không bao giờ cùng xảy ra đó. Và nó có một cái kết quả là hai biến cố đối lập thì nó xung khắc, nhưng mà xung khắc thì chưa chắc đối lập. Thì cái hình minh họa của thầy đó là ở bên trái chúng ta đó là hai biến cố xung khắc. Thì xung khắc thì em thấy là nó không có cái phần giao nhau, nó không có phần chung phải không? Đấy. Nhưng mà cả hai cái này nó không có lấp đầy không gian mẫu. Nó chưa có lấp đầy không gian mẫu. Nhưng mà đối lập thì khác nha, đối lập thì cả hai biến cố này nó cũng không có phần chung. Bởi vì A xảy ra thì A ngang không xảy ra, mà A không xảy ra thì A ngang xảy ra. Không? Đấy, cho nên là cái này nó cũng không có phần chung, nhưng mà nó lấp đầy không gian mẫu rồi mình có thể phân biệt được như thế. Đấy, thì cái khái niệm giao của các biến cố thì có thể mở rộng cho trường hợp N biến cố không? Như vậy thì giao của N biến cố là một biến cố xảy ra khi N biến cố đó cùng xảy ra.
và mình ký hiệu là các A1, A2 đến AN viết liền nha. Hoặc là mình dùng cái ký hiệu là dấu dao đó, mình cho Y nó chạy từ 1 đến N, mình ghi AI nha. Thì cái đây là cái hình minh họa cho dao của ba biến cố ABC này, thấy không? Đấy. Thì cái phần màu tím này nó chính là A xảy ra, rồi B cũng xảy ra, rồi C cũng xảy ra. Thì lúc nãy thì nói là có ba phép toán cơ bản thôi, còn ở đây nó xuất hiện cái phép hiệu hai biến cố này nữa. Thì thực chất phép hiệu hai biến cố nó chính là dao của biến cố A và biến cố đối của B, thấy không? Dao của biến cố A và biến cố đối của B thì nó gọi là hiệu của AB. Đấy, thì em thấy cái hình minh họa của thầy ở đây, nó khi mà mình có cái không gian mẫu và hai biến cố AB thì nó sẽ tạo thành bốn cái vùng. Thì cái vùng 1 này đó là mình gọi nó là đâu rồi, cái viết của thầy nó chạy qua. Thì cái này thầy ký hiệu là số 1 nè. Rồi cái này là số 2 nè. Cái này là số 3 nè. Còn cái này là số 4 nè. Nó có 4 vùng. 4 cái màu phân biệt. Thì cái màu cam này đó là vùng số 1 này, đó chính là vùng số 1 này nè. Thì mình gọi là A-B. A-B. Còn vùng thứ 2 này đó là mình gọi là A giao B. Còn vùng thứ 3 này thì mình gọi là B trừ A. B trừ A. Và cả ba cái vùng này thì sau này mình sẽ gọi nó là A hợp B. Đấy. Còn cái vùng thứ tư này thì mình gọi là cả hai cái đều không xảy ra, hay là A ngang giao với B ngang cũng được. Đấy, thì mình sẽ đi vào cái khái niệm hợp của hai biến cố. Các em đọc cho mình. Hợp hay là tổng của hai biến cố nó là một biến cố ha. Tổng của hai biến cố AB nó chính là một biến cố. Mà nó xảy ra khi này, xảy ra khi có A hoặc B xảy ra. Tức là có ít nhất một biến cố trở lên xảy ra thì A hoặc B xảy ra. Đấy. Thì lúc nãy thầy nói là trên bên cái hình này đó, bên hình này thì cái A hợp B đó nó chính là 1, 2, 3 này, gom chung lại thì nó được là A hợp B, thấy không? Thì ở đây nó chính là định nghĩa này. Thấy không? Thì ở đây là cái vùng số 1 này. Đây là vùng số 1, đây là vùng số 2, đây là vùng số 3. Đấy, thì ba cái phần này nó gom chung là nó chính là A hợp B. Được chưa? Thì trong trường hợp hai biến cố xung khắc thì cái dấu hợp mình thay cho dấu cộng ha, mình gọi là A tổng của A và B. Và cái khái niệm hợp của các biến cố này có thể mở rộng cho N biến cố, tức là hợp của N biến cố A1, A2 đến AN, nó sẽ ký hiệu là A1 hợp A2 hợp nhân dân hợp đến AN, hoặc là nó ký hiệu thế này kìa, rồi ký hiệu thế này. Nó còn một ký hiệu khác đó, dành cho các biến cố từng đôi xung khắc là như thế này. Trong cái dấu trình chuyên toán thường nó sẽ ký hiệu là dấu tổng này. Được chưa? Đây. Đây là cái hình minh họa. Đấy, thì em thấy là có ba biến cố thì nó sẽ tạo thành mấy vùng này. Đây là vùng 1. Vùng 2 nè. Đây là vùng 3 nè. Không. Ở đây là vùng 4 nè. Ở đây là vùng 5 nè. Ở đây là vùng 6 nè. Ở đây là vùng số 7 nè.
đúng không? Còn một cái dùng nữa là dùng số 8 là nằm ngoài này. Đó, có 8 dùng. Thấy không? Thì cái số 1 này là nó là cái gì? Có ai đọc tên số 1 là giùm thầy được không? Bạn đọc tên cái số này cho thầy coi. Đây là tên gì đây? Phạm Lý Tường hay Lý Tướng? Phạm Lý Tường phải không em? Dạ đúng rồi. Là em có thể nói cái phần số 1 này là cái gì không? Dạ thưa thầy, phần số 1 là A1 xảy ra không? A1 xảy ra không? Phần số 1 là em thấy là nó nằm trong A1 phải không? Dạ đúng. Có nằm trong A2 không? Dạ có. Nằm trong A2 đâu. Vòng tròn A2 là vòng tròn ở đây nè. Cái số 1 này nó không nằm trong A2 ha. Nó cũng không nằm trong A3 luôn. Nó chỉ nằm trong A1 thôi. Thì cái phần số 1 này mình sẽ biểu diễn sao? Phần số 1 này nè. Phần số 1 này là mình biểu diễn là A1 rồi A2 ngang, A3 ngang, được chưa? Đó. Rồi bây giờ em cho thầy biết rồi, cái phần số 2 mình sẽ biểu diễn như sao? Phần số 2 này. Dạ thưa thầy là A3, A1 ngang và A2 ngang. Đúng rồi. Thấy không? Đó. Rồi, một bạn khác. Một bạn khác nói cho thầy coi cái phần số 4 này biểu diễn như sao. Phần số 4 này. Có ai xung phong không ạ? Phần số 4 này. Phần số 4 là chữ Y trước chữ V đúng không? Chữ Y với chữ V. Bây giờ biểu diễn như sao? Rồi để thầy coi coi. Hồng Hải phải không em? Dương Hứa Hồng Hải. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ em nói cho thầy coi phần số 4 là mình viết sao đây. A2 là số 4 là A1, A2, A3 ngang. Phần số 4. Ủa? A3 ngang đó hả? Như không đúng ngang. Phần số 4 là thầy. Trong A3 em ơi. Dạ thầy. Em nói lộn kìa. Rồi. Vậy thì nói lại đi. Nói lại đi. Dấu gạch đầu mình viết ở đâu? Dạ hay là dấu gạch đầu là nằm ở A2. Đúng rồi, đúng không? Thì chỗ này mình viết là A1 nè, A2 ngang A3, đúng không? Đấy. Còn cái phần số 3 này mình biểu diễn sao em? Phần số 3. Phần số 3. Dạ hay là dấu số 3 là A2. Bây giờ mình viết A1, A2, A3 trước đi. Rồi bây giờ mình viết cái số theo thứ tự, số từ nhỏ đến lớn, rồi sau đó là mình sẽ gạch đầu. Bây giờ sẽ gạch đầu như cái chữ nào? Dạ A1 với A3. Đúng rồi. Đấy. Được chưa? Đó. Thì em thấy là cái biến cố A1 hợp A2 hợp A3 là biến cố nào? Bây giờ mình sẽ viết cái câu A1 hợp với A2 nè, hợp với A3, gồm nó gồm bao gồm những cái phần nào? Nó gồm 7 phần. Gồm là phần 7. 7 phần là phần 1 nè, cộng cho phần 2 nè. Rồi cộng cho nhân dân cộng tới phần 7. Được chưa? Đấy thì A1 hợp A2 hợp A3 là nó gồm có 7 phần này, 7 phần. Nó chỉ trừ cái phần số 8 thôi. Thấy không? Đấy, còn cái phần số 8 là mình sẽ biểu diễn như thế này các em. Có ai biểu diễn phần số 8 được không ạ? Phần số 8. Phần số 8 là biểu diễn như sao? Một bạn khác đây ha. Phần số 8 biểu diễn như sao? Đây, một bạn khác nói cho thầy nghe đây. Có ai nói cho Xuân Phong nói cho thầy nghe không? Thúy Vi. Có thầy ơi. Thúy Vi nói cho thầy nghe phần số 8 biểu diễn như sao?
A3. Rồi số 8 là A1, A2, A3. Phải không? Phần số 8 là phần ngoài này nè, số 8 là đây nè. Nó có nằm trong A1 không em? Dạ không, dạ không. Vậy là A1 ngang, A2 ngang, A3 ngang thì... Rồi, đúng rồi. Đúng rồi đây ha. Đấy, thì đây đây là phần số 8. Còn phần số 7 là nó là cái phần số 7 này nó chính là A1, A2, A3. Không? Tức là cả ba biến cố cùng xảy ra đó, là giao của ba biến cố đó. Không? Vậy thì em thấy là khi mà mình có một cái không gian mẫu và có không gian mẫu và ba biến cố thì nó sẽ xảy ra tới 8 trường hợp như thế này. Và cái khái niệm A hợp B đó, A1 hợp A2 hợp A3 nó chính là 7 phần. 7 phần. Còn cái trường hợp số 8 là A1 A2 A3 không xảy ra. Thì em thấy là A1 A2 A3 không xảy ra này. Tức là ba cả ba biến cố đều không xảy ra hết đúng không? Thì biến cố đối của nó chính là biến cố có ít nhất một trong ba biến cố nó xảy ra. Hiểu chưa? Vậy thì cái biến cố A1 hợp A2 hợp A3 này nó chính là gì? Nó chính là biến cố đối của biến cố gì? Biến cố đối của biến cố số 8 này. Đối của biến cố số 8 này. Đấy, thì cái phần màu xanh này đó. Cái phần màu xanh này nó chính là A1 rồi. Hợp với A2 hợp với A3. Được chưa? Đấy là phép hợp của các biến cố. Rồi tiếp theo. Mình ví dụ về hợp có hai biến cố thôi không? Bây giờ mình có biến cố A là mặt chẵn, rồi B là mặt lớn hơn 3. Thì A hợp B nó là 2, 4, 5, 6. Đúng chưa? Đấy. Rồi ví dụ 2. Rồi một bạn đọc cho thầy ví dụ số 2 coi. Dương Thị Kim Hồng đọc cho thầy ví dụ số 2 coi. Dạ. Trong một hộp đựng 10 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Từ hộp đó lấy ra lần lượt 3 sản phẩm. Ký hiệu ơi, sản phẩm lấy ra lần thứ Y là sản phẩm tốt, Y là 1, 2, 3. Ký hiệu A là biến cố, cả 3 sản phẩm lấy ra đều tốt. B là biến cố có ít nhất 1 sản phẩm trong cả 3 sản phẩm tốt. C là biến cố chỉ có sản phẩm đầu tiên là tốt. D là biến cố có duy nhất 1 sản phẩm tốt. Biểu diễn các biến cố A, B, C và D qua các biến cố y bằng 1, 2, 3. Dạ. Rồi bây giờ các em làm được bài này không các em? Làm được bài này không? Thì em thấy biến cố A của mình à, biến cố A của mình đó là cả ba sản phẩm đều tốt, đúng không? Cả ba sản phẩm đều tốt nè. Là mình sẽ biểu diễn là A1, A2, A3, đúng không? A1, A2, A3. Còn biến cố B là có ít nhất một sản phẩm trong ba sản phẩm tốt là A1, hợp A2, hợp A3. Lúc nãy cái hộp này mình nói là tới 7 phần đúng không? 7 phần. Ít nhất một, có ít nhất một sản phẩm tốt, có nghĩa là có từ một sản phẩm trở lên lấy ra là tốt. Đúng không? Thì lúc nãy đó là khi mà mình có ba biến cố A1, A2, A3 đó thì mình nó chia không gian mẫu làm tới 7 phần, 8 phần đúng không? 8 phần. Đấy. Mình đảo lại mình có thể đặt tên các cái phần như sau. Đấy, chỗ cái ví dụ này. Đấy, thì cái chỗ này là cái phần số 1. Mình biết có những cái gì nó chạy đâu. Đây phần số 1 nè. Này phần mình gọi là phần số 1 ha. Mình đặt tên lại đi phần số 1. Phần số 1 này đó là A1 xảy ra nhưng mà A2 không xảy ra và A3 không xảy ra. Còn cái phần số 2 thì mình liên quan đến A2 đi. Phần số 2.
Còn số 2 thì là A1 không xảy ra, A2 xảy ra, A3 không xảy ra. Còn phần số 3 là đây đi. Số 3. Số 3 là A1 ngang, A2 ngang, A3. Đó. Rồi tiếp tục cái phần số 4 không? Phần số 4 là liên quan đến A1, A2, phần số 4 này chỗ này. Đặt là phần số 4 này. Em đặt như thế nào cũng được không? Lý giải phần số 4 này là A1 xảy ra, A2 xảy ra, nhưng mà A3 không xảy ra. À, tức là có hai biến cố xảy ra nè. Còn phần số 5, phần số 5 là chỗ này. Phần số 5. Cái này ghi là số 5 này. Là A2 xảy ra, A3 xảy ra, nhưng mà A1 không xảy ra. À, còn phần số 6 là phần này. Phần số 6 là phần này. Là A1 xảy ra, A2 không xảy ra, nhưng mà A3 còn có phần số 7 là phần chính giữa này, số 7 phần số 7 này chính là A1, A2, A3. Đấy. Còn có phần số 8 là phần này, là A1 ngang, A2 ngang, A3 ngang. Đúng không? Đấy. Thì bây giờ cái phần phần số số 7 này đó có nghĩa là cả ba biến cố A, B, C, A1, A2, A3 đều xảy ra. Có nghĩa là gì? Cả ba sản phẩm lấy ra đều tốt. Cả ba sản phẩm lấy ra đều tốt, đúng chưa? Cả ba sản phẩm lấy ra đều tốt. Đó, mình đảo ra cái ví dụ số 2. Cả ba sản phẩm lấy ra đều tốt. Và biến cố B là có ít nhất một sản phẩm lấy ra tốt. Không, có ít nhất một sản phẩm lấy ra tốt. Còn cái biến cố C là chỉ có sản phẩm lấy ra đầu tiên là tốt. Đúng không? Đấy, chỉ có sản phẩm lấy ra đầu tiên là tốt, tức là A1 là tốt, A2, A3 không tốt. Còn biến cố D là có duy nhất một sản phẩm là tốt. Có duy nhất một sản phẩm là tốt. Thấy không? Đấy, bây giờ thầy ra thêm một cái đề cho các em nữa là có hai sản phẩm tốt, có đúng hai sản phẩm tốt là biến cố E. Biến cố E thì mô tả là có đúng hai sản phẩm tốt. Thì E biểu diễn sao xong qua các cái A1, A2, A3 này. Bây giờ các em sẽ viết vô tờ giấy xong rồi chụp gỡ lên Zalo, cái nhóm Zalo cho thầy. Ha. Được chưa? Rồi, cái nhóm Zalo của mình rồi. Đây Zalo đây. Rồi, bây giờ cái biến cố E là biểu diễn như sao? Thông qua biến cố A1, A2, A3 này. Rồi chúng ta có cái đáp án chưa? Chưa thấy bạn nào gỡ hình lên vậy? Hả? Hồng Hải làm được chưa Hồng Hải? Hồng Hải ơi, làm được chưa, không chưa. Em? Làm gỡ lên nhóm giùm thầy nha. Đây có bạn gỡ rồi nè. À, để cho về nhiều nhiều bạn gỡ cái thì sửa luôn ha.
Rồi thầy thấy bạn mình của bạn nào nhỉ? Nguyễn Minh Thuận. Nguyễn Minh Thuận là làm đúng rồi ha, Nguyễn Minh Thuận đúng rồi. Còn bạn Quốc Dũng. Quốc Dũng cũng đúng luôn. Rồi Quốc Dũng cũng đúng luôn. Rồi bạn này là bạn Châu Văn Rạng Đông. Châu Văn Rạng Đông làm cũng được đó em. Đúng rồi ha. Nhưng mà sao Dương dấu cộng ở phía sau vậy? Dương dấu cộng phía sau. Rồi bạn Long Lê. Long Lê là A1 gạch đầu, A2 gạch đầu, A3 gạch đầu rồi. Có đánh dấu sao ở trên, em có đánh dấu sao ở trên cái chữ A1 A2 này là không đúng nha. Đâu có hay, tại sao em gặp thì biết rồi, nhưng mà và em sai chỗ đó là em có dùng dấu hai chấm là không đúng nha. Biến cố này nó bằng nhau rồi mình ký hiệu là bằng luôn ha, không có dấu hai chấm nghe không. Dạ. Chừng nào mình mô tả mới dùng hai chấm, mô tả mới dùng hai chấm nha. Còn ở đây là mình biểu diễn thì nó bằng luôn, giống như thầy nè, A bằng A1, A2, A3 đó, thấy không? Đó, rồi bạn Chí Kiệt. Chí Kiệt để rồi. Rồi bạn Chí Kiệt đúng luôn ha. Nhưng mà thầy thấy hình như là em ghi dấu bằng không có rõ, ghi chữ E dấu trừ vậy, thấy không? Đó. Mà có hai. Ừ. Đó thì các em đều đều hiểu bài đó, làm được gì là hiểu bài đó. Rồi thầy cảm ơn các em ha. Đấy thì bây giờ thầy chiếu lên một bài cho bạn các bạn xem nè. Chiếu lên một bài. À đây là bài của bạn Hải Hứa. Hải Hứa là phải Hứa Hồng Hải không em? Đúng rồi thầy. Rồi thầy cảm ơn. Đây thì ở đây mình sẽ có một cái gạch đầu ha, cái gạch đầu là A3 nè, rồi A1, A2 ha. Thì bạn trình bày gì cũng được hết em đó. Đó thì biến cố E là biến cố là có đúng hai sản phẩm tốt, đúng chưa? Là biểu diễn. Và cái dấu cộng này chính là dấu hợp biến cố, nhớ chưa? Dấu hợp biến cố. Rồi rất tốt, các em làm rất tốt. Rồi cảm ơn các em. Đấy bây giờ mình sẽ sang tiếp theo là tính chất của các phép toán biến cố ha. Thì lúc nãy mình có phép ba phép toán cụ thể, đó là phép biến cố đối, phép giao các biến cố và phép hợp biến cố, ba phép toán cơ bản. Và mình thấy là các phép toán giao các biến cố và hợp biến cố nó đều có tính giao hóa. Và tính kết hợp là sao? Kết hợp ví dụ như mình có ba biến cố mà mình muốn cho nó giao với nhau, thì bây giờ mình sẽ lấy hai biến cố bất kỳ mình cho giao với nhau trước, rồi sau đó giao với biến cố thứ ba thì được. Đó là tính chất kết hợp. Và phép hợp biến cố cũng vậy, nếu mình có hợp ba biến cố ABC thì bây giờ mình lấy hai biến cố bất kỳ mình cho nó hợp với nhau, rồi sau đó mình cho nó hợp với biến cố thứ ba thì được, thấy không? Đó là phép tính chất kết hợp. Còn tính chất phân phối, tính chất phân phối thì nó còn thêm một cái tính chất nữa là phân, cái này là phân phối giữa phép giao biến cố với phép hợp biến cố, không? Và nó cũng có cái phép là hợp hợp biến cố A hợp B hợp với là giao biến cố AC. Tức là mình lấy B giao C, nhưng cái tính chất này chưa 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 có rõ ràng, rồi bỏ đi. Giờ phép cái phép phân phối này thì em nhớ như thế thôi. Rồi bây giờ luật đờ một gang, bây giờ mình giải thích luật đờ một gang như thế nào. Luật đờ một gang, thấy không? Luật đờ một gang là ở đây em thấy là biến cố đối của biến cố hợp A hợp B là bằng giao các biến cố đối, đúng không? Đấy. Thì cái này nó rõ ràng là như thế này nha. Em đảo lại cái trang lúc nãy đó, cái trang mà thầy đánh dấu số, đánh số đó, không? Thì mình thấy là cái từ từ cái 1 đến đến 7, 1 đến 7 ha, 1 đến 7 là cái phần màu xanh đó, từ 1 đến 7 không? Thì cái A1 hợp với A2 hợp đến A3 không? Thì nó sẽ là từ 1 cộng chấm chấm cộng đến 7 như thế này, đúng chưa?
và biến cố đối của nó. Bây giờ mình lấy biến cố đối của nó, tức là mình lấy nguyên biến cố đối của này, nó chính là cái phần còn lại, nó chính là cái phần số 8. Phần số 8, đúng chưa? Phần số 8 này nó chính là gì đây? Là A ngang, A1 ngang giao với A2 ngang và giao với A3 ngang. Tức là ở đây mình sẽ có lực độ một căn là gì? Biến cố đối của biến cố hợp, nó chính là giao cái biến cố đối. Đây cho trường hợp ba biến cố. Còn cái công cái tính chất của mình lực độ một căn này là áp dụng cho hai biến cố ha. Áp dụng cho hai biến cố. Hai biến cố. Hai biến cố thì em thấy là biến cố đối của biến cố hợp thì bằng cái giao của biến cố đối. Và tương tự vậy thì biến cố đối của biến cố giao thì nó sẽ bằng hợp các biến cố đối. Ha. Biến cố đối biến cố giao hợp biến cố đối, và cái luật đờ một gan này nó mở rộng cho nhiều biến cố luôn. Đó, thì em tưởng tượng là như thế này. Em tưởng tượng là thế này phải không? Mình mô tả bằng lời thôi. A hợp B là có từ một biến cố trở lên xảy ra, đúng chưa? Mô tả bằng lời. Còn cái A ngang giao với B ngang là không có biến cố nào xảy ra, không? Vậy thì ở trên đây là có với là không có, vậy thì nó đối lập rồi đúng không? Có là nó có từ một trở lên, vậy thì không có cái nào hết, vậy thì cái thằng này nó chính là biến cố đối của biến cố này, biến cố đối của biến cố này. Cho nên là nếu mà mình lấy biến cố đối của biến cố A hợp B này thì nó ra là A ngang giao với B ngang, đúng không? Đấy thì công thức là một gan này cơ bản. Thì cái trường hợp ở dưới thì mình cũng giải thích tương tự, không? Thì biến cố đối của biến cố cả hai cái cùng, cái này là biến cố đối của biến cố A giao B, không? Thì mình đọc là biến cố đối của biến cố cả hai cái đều xảy ra, thì biến cố đối của nó chính là có ít nhất một biến cố không xảy ra. Cái chỗ này nè, không? Chỗ này mình đọc là có ít nhất một biến cố không xảy ra, không? Còn cái này đọc là biến cố đối của biến cố cả hai biến cố đều xảy ra, thấy không? Hay là biến cố đối của biến cố A giao B, thì đó là tính chất của các cái phép toán giữa các biến cố. Và tiếp theo thì nói về xác suất của biến cố, thấy không? Xác suất của biến cố thì khi mà mình định nghĩa cái biến cố đó, thì mình thấy là ở đây mình chưa biết. Thì ở đây em thấy là khi mà mình biểu diễn biến cố thì ở đây là tập tập rỗng nè, là biến cố không nè, chứ giữa giữa đó là có biến cố A và bên đây là biến cố chắc chắn, đúng không? Đấy, thì nó như thế này, cái quan hệ bao hàm nó như thế này, thì chỗ này A omega này nó là không xảy ra cái một luôn rồi. Còn cái này là luôn xảy ra. Đấy. Còn cái thằng này là gì? Có thể xảy ra, cũng có thể không xảy ra, đúng không? Đấy, thì nó giữa giữa vậy nè. Vậy thì mình sẽ muốn xem coi là cái khả năng là nó nghiêng về bên nào đó, nó nghiêng về omega hay là nó nghiêng về tập rỗng, không? Thì mình sẽ đưa vào một cái số đo cái khả năng xuất hiện của nó, khả năng xuất hiện của nó. Và cái khả năng xuất hiện của nó mình gọi nó là gì? Xác suất của biến cố A, không? Vậy thì mình sẽ dùng một cái con số mình đo cái khả năng, không? Đo cái khả năng xuất hiện của nó, thì cái này nó không xảy ra thì coi như cái khả năng xuất hiện nó bằng không, đúng không? Biến cố không này nè, cái chỗ biến cố không này nè, nó không xảy ra thì mình coi cái khả năng xảy ra của nó bằng không, còn cái này khả năng xảy ra nó bằng một. Như vậy thì khả năng xảy ra biến cố A là mình sẽ lấy một con số từ 0 đến 1 để mà mình đặc trưng cho nó. Đặc trưng cho nó, thấy không? Mình gọi là khả năng xuất hiện của biến cố A. Đó. Như vậy thì cái xác suất của biến cố A là cái số đo khả năng xuất hiện của biến cố A, và cái số đó nó phải đi từ 0 đến 1, nó nằm trong khoảng 0 1. Thấy không? Nằm trong khoảng 0 1.
tức là nó 0,3, 0,2 hoặc là 0,1, 0,99 gì đó, thấy không? Đấy. Đó là một số từ 0 đến 1. Nằm trong khoảng 0,1 phải không? Đấy. Và mình có một cái mô hình để mà tính xác suất của một biến cố gọi là mô hình đồng khả năng nha. Mô hình đồng khả năng là gọi là xác suất cổ điển. Cái chỗ này nó gọi là xác suất cổ điển nha. Gọi là xác suất cổ điển. Cổ điển. Và xác suất cổ điển này thì nó sẽ xây dựng trên cơ sở là cái không gian mẫu á, không gian mẫu của nó là hữu hạn. Nó có hai điều kiện hữu hạn. Và cùng khả năng. Mỗi biến cố sơ cấp nó cùng khả năng xuất hiện. Thì khi đó mình muốn tính xác suất của biến cố A thì mình lấy số phần tử của A chia cho số phần tử của omega là xong, thấy không? Thì cái mô hình này nó gọi là mô hình đồng khả năng hay gọi là xác suất theo quan điểm cổ điển. Thì đây một cái ví dụ đơn giản là ví dụ gieo con xúc xắc, thấy không? Ví dụ gieo con xúc xắc. Gieo xúc xắc cân đối đồng chắc ha. Tại vì sao phải sử dụng cân đối đồng chắc ấy? Thì đây nó sử dụng cái mô hình đồng khả năng, thấy không? Đồng khả năng. Thì cái con xúc xắc nó cân đối đồng chắc để cho là mỗi biến cố sơ cấp nó có cùng khả năng xuất hiện. Đấy, thì bây giờ thì nói về cái ví dụ này thì lúc nãy mình nói khi mà mình gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc đó ra, gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc thì cái không gian mẫu omega của mình đó là nó gồm 6 phần tử đúng không? 5 là 6 nè. Đó, tức là n omega là bằng 6. Thấy không? Còn còn biến cố A của mình nó là xuất hiện mặt chẵn đúng không? Thì nó là 2 4 6. Đấy. Còn biến cố B là xuất hiện mặt lớn hơn 3 đúng không? Lớn hơn 3 là nó là 4 5 6. Thì rõ ràng là NA này nè là bằng 3. Còn NB là cũng bằng 3 luôn. Cho nên là xác suất của biến cố A là bằng 3 phần 6. Tức là 0,5, xác suất của biến cố B là 3 phần 6 cũng là 0,5 luôn. Thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu ví dụ thứ hai là một lớp nó có 10 bạn nam, xin lỗi 10 bạn nữ và 20 bạn nam. Bây giờ mình sẽ chọn cùng lúc 3 bạn để vào ban cán bộ lớp ha. Bây giờ yêu cầu là tính xác suất ban cán bộ lớp này có 1 bạn nam và 2 bạn nữ. Đúng chưa? Đấy. Thì bây giờ đó là mình chọn ngẫu nhiên là 3 bạn, từ 30 bạn thì số cách chọn là C3 30. Tức là chỗ này của mình là N omega nè. Nó bằng là C3 30. Đúng không? Số tổ hợp trừ 3 của 30. Đó. Bây giờ mình gọi A là biến cố ban cán bộ có 1 bạn nam, 2 bạn nữ. Thì 1 bạn nam, 2 bạn nữ này mình coi như là một cái cách chọn đó là mình tiến hành qua hai giai đoạn đi. Giai đoạn thứ nhất là mình chọn 1 bạn nam. Trong số 20 bạn nam này thì nó sẽ có là 20 cách. Đúng không? Rồi sau đó là mình chọn 2 bạn nữ trong số 10 bạn nữ này. Chọn 2 bạn nữ trong 10 bạn nữ này có C20 cách. Tức là số tổ hợp trừ 2 của 10 đúng không? Đấy. Vậy thì theo quy tắc nhân thì mình sẽ suy ra được cái số phần tử của biến cố A này nó gồm có là 20 nhân cho C20. Và do đó khi mà mình tính xác suất thì mình sẽ lấy 20 nhân C20 này chia cho C3 30 hiện ra được kết quả này. Nha, mở máy kìa. Thì trên đây là mình định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển các em. Nó còn có các cái định nghĩa xác suất khác như chẳng hạn như định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê. Đó, là cái này mình thống kê cái tần suất các em, tần suất. Thì khi mà mình tiến hành phép thử nhiều lần, thấy không? Khi mà tiến hành phép thử nhiều lần thì là mình sẽ được cái FA này. FA này gọi là tần suất xuất hiện của biến cố A, thấy không? Thì lấy ví dụ như là mình tiến hành phép thử
phép thử. Một ngàn lần. À, mình thấy có 300 lần. 300 lần xuất hiện biến cố A. Biến cố A. Đấy. Như vậy thì ta thì như vậy thì FA nó sẽ là gì? Vậy thì FA của mình nó sẽ bằng là 300 chia cho ngàn. Đúng không? Đấy, thì nó bằng 0,3. Đấy. Và tương tự như vậy thì ví dụ như mình tiến hành phép thử 10.000 lần. Tiến hành phép thử 10.000 lần. Là mình thấy là thấy có là 2.900 lần xuất hiện biến cố A. Như vậy thì cái FA lúc này nó sẽ là nhiêu? Nó là 2.900 chia cho 10.000 thì nó bằng là 0,29. 0,29 này so với 0,3 nhỏ hơn. Nhưng mà người ta nói là khi mà mình tiến hành cái phép thử này càng lớn thì cái FA này nó càng ổn định quanh một con số nó gọi là xác suất của biến cố A. Thấy không? Thì cái phần này là các em có thể tham khảo trong giáo trình của thầy chỗ cái thí nghiệm của ông Buffon và ông Boyson đó. Thì mình sẽ tham khảo thêm. Tuy nhiên thì định nghĩa theo quan điểm thống kê này thì mình ít hay dùng để mà mình tính xác suất. Còn cái một cái định nghĩa đó là định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học. Tức là mình sẽ lấy cái không gian mẫu của mình lúc này nó là một cái miền hình học đó. Mình hình học này mình có thể đo được. Đo được chẳng hạn như là nó là đoạn thẳng, có thể là nó là một cái miền phẳng, chẳng hạn như tam giác, tứ giác gì đó. Hoặc là một cái miền không gian, chẳng hạn như là khối hộp, chữ nhật, rồi khối khối chốt thì vân vân đó, thì có thể đo được. Đó. Thì khi đó mình xác suất của một biến cố A, mình sẽ lấy số đo của miền A mình chia cho số đo của miền omega. Thì cái ví dụ đơn giản, ví dụ rất là hay về cái quan điểm hình học này đó là chỗ cái ví dụ về hai người hẹn gặp nhau trong khoảng từ 11 đến 12 giờ đó. Họ quy ước rằng người đến sớm chỉ chờ 20 phút, nếu không gặp thì về, để tính xác suất hai người gặp mặt. Thấy không? Thì cái này là em sẽ tham khảo trong cái tài liệu của thầy về cái giáo trình xác suất thống kê A đó. Thấy không? Đấy. Thì bây giờ trong cái này thì cái kết quả hai người gặp mặt là 5/9. Xác suất hai người gặp mặt là 5/9. Thì bây giờ thì giả sử như là họ quy ước không phải 20 phút mà quy ước 15 phút thì cái xác suất hai người gặp mặt là bao nhiêu? Thấy không? Đấy, thì cái này các em xem lại rồi các em thử em thay số là 20 phút thành 10 phút hoặc là 15 phút thì cái xác suất hai người gặp mặt là bao nhiêu? Em xem lại nè. Về tính chất. Tính chất của xác suất thì em ghi nhớ mấy cái này cho thầy ha. Thì xác suất của một biến cố là một con số lớn không nhỏ một là tính chất thứ nhất. Rồi, tính chất thứ hai là xác suất biến cố không thì lúc nào bằng không và xác suất biến cố chắc chắn là lúc nào bằng một. Rồi, tính chất thứ ba là xác suất của biến cố đối của biến cố A thì nó sẽ bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố A. Rồi tính chất thứ tư là gì? Nếu A là biến cố kéo theo biến cố B thì xác suất biến cố A lúc nào cũng bé hơn bằng xác suất biến cố B. Rồi tính chất thứ năm là mình có công thức cộng xác suất, là buổi sau mình sẽ nghiên cứu kỹ công thức cộng này. Rồi tính chất số 6 là áp dụng công thức cho trường hợp hai biến cố xung khắc thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Thì cái tổng này đó là cái dấu hợp tập hợp đó các em. Cái dấu tổng này đó là hợp tập hợp. Hợp tập hợp. Thấy không? Thì là dấu hợp của các cái tập hợp. Thấy không? Còn dấu tổng này là dấu cộng của số. Dấu cộng số. Cộng số hợp. Dấu cộng số hợp giống như 1 cộng 1 bằng 2. Dấu này là dấu cộng số hợp nè. Còn dấu này là dấu hợp tập hợp. Nhớ chưa? Đó, mình đọc công thức rồi mình phải phân biệt cái, chứ mình cứ nói là xác suất của tổng bằng tổng xác suất thì cái cộng này là dấu cộng này bản chất nó là sao, dấu cộng này bản chất là sao, thấy không? Mình phải phân biệt được dấu cộng này là bản chất là dấu cộng số học, còn dấu cộng bên đây là dấu hợp tập hợp, mà cái này nó áp dụng dấu hợp tập hợp này nó không viết thành dấu hợp mà tại vì
hai biến cố xung khắc thì nó quy ước viết thành dấu cộng như thế. Đấy, mình phải phân biệt, mình học mình phải hiểu cho nó rõ ràng, mình phân biệt cho nó rõ ràng, thấy không? Đấy, thì mình mới thật sự là hiểu được, chứ mình học cái gì cũng lơ tơ mơ chứ mình không hiểu, thấy không? Đấy, thì còn cái từ từ cái tính chất đặc biệt này của công thức cộng đó, mình sẽ suy ra được cái gì? Suy ra được là xác suất của một biến cố A bất kỳ nó sẽ tính như thế nào. Thì lúc nãy thì khi mà mình nói xác suất của một biến cố A nè, biến cố A, thì bây giờ mình biểu diễn cái dạng hình học đi. Hình học thì cái omega của mình là đây, thì biến cố A là đây, biến cố B là đây. Như vậy thì khi mà có một cái biến cố B thì lúc này nó sẽ tách A ra làm hai phần, đúng không? Tách biến cố A ra làm hai phần. Đấy, thì phần một của mình đó nó chính là A B ngang, còn phần hai là nó chính là cái gì? A giao B. Như vậy thì xác suất của biến cố A đó mình sẽ tách thành hai biến cố là A B ngang cộng cho A giao B, đúng chưa? Nhưng mà lưu ý là dấu cộng này là dấu hợp tập hợp nha, dấu hợp tập hợp, tại vì các này là các biến cố là các tập hợp thôi. Như vậy thì ở đây mình áp dụng công thức cộng này vô nè, áp dụng công thức cộng này vô nè, thì mình sẽ có là xác suất của biến cố A nó sẽ bằng xác suất của biến cố A giao B ngang cộng cho xác suất của biến cố A giao B, đúng không? Đấy, thì mình sẽ được cái này. Và được cái này, bây giờ mình sẽ chuyển vế cái thằng này qua. Chuyển với cái thằng này qua, chuyển với thằng này qua đây, thì mình sẽ được là xác suất của biến cố A trừ B, A trừ B, không, A trừ B thì bằng xác suất biến cố A trừ cho xác suất của biến cố A giao B. A trừ B tức là xác suất của cái phần số 1 này nè, xác suất của phần số 1 này thì nó sẽ bằng xác suất của nguyên biến cố A trừ đi cho xác suất của phần số 2, đúng không? Đó, tức là được công thức xác suất của biến cố hiệu, theo kịp không ạ? Đó, thì chỗ này nếu mà mình đổi vai trò của AB cho nhau thì mình được công thức tiếp theo là công thức này. Cái này là tính là B trừ A, đúng không? Chỗ này là xác suất của biến cố B trừ A, B trừ A. Còn trên đây là gì? Xác suất của A trừ B, xác suất A trừ B. Thế thì buổi học hôm nay thì thầy giới thiệu cho các em về đại số tổ hợp nè, đó, về phép thử rồi biến cố rồi các phép toán giữa biến cố, đúng không? Rồi định nghĩa về xác suất biến cố, rồi tính chất của xác suất. Đó, thì buổi học hôm nay của mình thì những cái phần đó. Thì cái nội dung của cái bài kiểm tra trắc nghiệm tuần thứ nhất á, kiểm tra trắc nghiệm tuần thứ nhất thì nó cũng sẽ rơi vào những cái phần đó thầy dạy thôi, thấy không? Đây là bài trắc nghiệm số 1 đây, bài trắc nghiệm số 1, thấy không? Cái ngành của em, cái mã môn học của em là BRS 302, thấy không? Rồi thầy để 212 này có nghĩa là năm học 2021-2022 học kỳ số 2, cái số cuối là học kỳ số 2. Còn cái số 21 này có nghĩa là cái bắt đầu của năm học đó, 2021-2022 đó. Đấy, thì ở đây mình sẽ có cái khóa học này. Và em vô đây em bấm làm trắc nghiệm hàng tuần cho thầy, thầy lấy điểm tiến trình ha. Điểm tiến trình là cái bài trắc nghiệm này mình làm được ha, được làm hai lần. Lần thứ nhất thấy điểm nhỏ thì bây giờ mình xem bài dở lại cái đó mình làm. Lần thứ hai cho điểm cao hơn, thấy không? Thì cái tài liệu của thầy đó là giáo trình xác suất thống kê A này, thấy không? Giáo trình xác suất thống kê A. Thì cái phần đại số tổ hợp của em nó nằm ở chỗ cái chương 0 á. Ở chương 0. Bây giờ thầy có lưu bài rồi, có ghi bài. Cái chương 0 này các em, bổ túc về giải thích tổ hợp này, thấy không? Đấy, thì cái này nó có nhiều ví dụ trong đây lắm ha. Mình cứ cố gắng mình coi lại rồi mình đọc kỹ ví dụ. Mình học hành nghiêm túc thì nó sẽ có kết quả tốt, thấy không? Học hành nghiêm túc thì nó sẽ có kết quả tốt hơn em. Đấy, thì cái chương không của mình là đại số tổ hợp, phải không? Nó có mấy bài tập nè, ai xin thì làm thêm. Rồi cái chương 1 thì lúc nãy thầy đã trình bày về phép thử và biến cố rồi, phải không?
Đấy, nó có rất nhiều ví dụ trong đây đó. Ví dụ ha, thì mình không hiểu thì mình đọc ví dụ như vậy. Hồi xưa kia thầy học toán, thầy mới mới bắt đầu học toán thì thấy nó cũng khó, và bình thường đó là mình làm kiểu là mình xem ví dụ rồi mình làm lại ví dụ, rồi mình làm bài tập tương tự ví dụ, rồi sau đó mình làm bài tập hơi xa xa ví dụ, từ từ nó lên thôi, thấy không? Đấy, toán là vậy thôi. Đấy, rồi cái này cũng có nhiều ví dụ ha. Đấy, rồi mối quan hệ giữa các biến cố này ở đây có trình bày này ha. Đó. Rồi phép toán giữa biến cố nè. Rồi định nghĩa xác suất ha, định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển nè. Nó có ví dụ rất là nhiều ví dụ trong đây ha. Đấy. Trên bài giảng thì phù hợp cho một cái buổi học hai hai tiết, ba tiết, cho nên là nó nhiều khi nó ít ha. Đây là ví dụ 1.17 rất là hay nè, phải không? Là lúc nãy thầy chỉ lấy có một phần ở trong ví dụ 1.17 này đưa vô cái bài giảng thôi, thấy không? Còn ở đây thì em đọc thì đọc cho kỹ. Còn cái thí nghiệm của hai nhà toán học là Buffon với Poisson này các em. Đấy. Thì ông gieo mà cái ông Poisson ông gieo tới 12.000 lần cái đồng xu đó. Rồi còn định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học thì ở đây nó có cái ví dụ về hai người gặp nhau đó. Hai người gặp nhau nè. Đó có cái lời giải nè, xác suất hai người gặp nhau là 5/9 nè. Nhưng mà ở đây họ quy ước là người đến trước chờ 20 phút thôi, thấy không? Bây giờ đặt vấn đề ra, bây giờ sửa 20 phút này thành 15 phút. Thì cái xác suất này ra kết quả nhiều. Đó là làm thử coi. Còn ở đây nó có định nghĩa xác suất theo tiên đề nữa, thấy không? Cái này mình khỏi đọc, mình tham khảo thôi. Còn tính chất xác suất bây giờ mình đã học tới tính chất xác suất rồi này, không? Và ở trong cái bài giảng của thầy thì đưa vô công thức cộng luôn. Tuần sau mình sẽ học cái phần này. Công thức cộng xác suất này. Đấy. Thì bữa nay thì thầy giới thiệu cho các em bao nhiêu vấn đề đó, thì nhiệm vụ còn lại là của các em, không, nghiên cứu tài liệu kỹ lưỡng, nghiên cứu bài giảng lại và làm bài trắc nghiệm số 1, không? Rồi bây giờ buổi học của thầy đến đây là thầy ngưng nói rồi đó, nhưng mà không biết có em nào trả lời có hỏi gì không thì thầy chờ chút xíu, nếu không em nào trả lời nữa thì mình nghỉ ha. Có chết gan không vậy? Chết ở đâu? Chết ở đâu? Ăn gì lộn mới chạy. Lấy chỉ báo đâu em? Hả? À.